Mình cắt cái quýt này để bán quýt gầm á cả nhà. Để cha mình đang cắt à. Hôm nay là 13 tháng chạp. Đó, chùm quýt phải nâng niu các bạn. Vàng thật hết tên. Chắc chín hết rồi hả cha? Chín hết rồi nè, à, vàng ha, chín hết nè. À. Ồ, quýt tái đẹp quá rồi. Các bạn ơi. Chín hết rồi. Mình cắt cái chừa cuốn dài dài vậy nè, đó, đi cuốn dài dài vậy cho nó có lá đồ đẹp, chân cũng đẹp. À. Chín hết rồi, vàng ăn ngọt lắm. Chín hết rồi. Ở chùm quýt này bự nè, rồi tốt quá. Mẹ mình sẽ là người chèn xuống bỏ vô. Cẩn thận các bạn để nó sức cuốn ra nha. Với giờ mình phải để lá đồ gì người ta chân người ta mua người ta mới thích. À, cha mình đang cắt ngay chỗ phỉnh này nhiều quá. Mình có một cây ngay đây. À, chùm quýt nha các bạn, chùm quýt này quá bự, chùm quýt này chắc ký quá. Chín chưa? Chín hết nguyên chùm luôn hả? Ồ. Ồ, chùm quýt nè, quá trời luôn. Mấy chùm mình để Tết hả cha? Quay lại xúc sau lưng kìa, mới đỏ lòm. Cha mình cắt, cha mình lựa mấy cái nào chín vàng luôn á. Cha mình mới cắt. Ờ, lựa mấy cái vàng. Ồ. Đây, chín nè. Coi cái mẹ mình nãy giờ chắc vô vỏ được nhiêu rồi. Ồ, cũng nhiều quá ta ơi. Vàng tươi luôn. Có một cây mà cái gì ghê. Nó cái gốc của nó. Cái quýt luôn á. Chùm này chín nè, chùm này cha cắt nè. Hai tái tên đó cao quá không cha? Tới không? Hai cái quýt quá bự luôn. Ôi ơi. Quýt này mà chân mà quá đẹp luôn á. Quýt cái chân đẹp đó. Bự. Gốc quýt này các bạn. Gốc quýt nó một cây mà nó tàn quá trời tàn luôn. Có cắt không? Mới tay cắt luôn hả? Chín rồi. Chín rồi ha. Vàng vậy đó. Vàng vậy là chín rồi. Chuyện vô mẹ. Gai quá các bạn ơi. Quýt này là quýt ghép này là ít gai rồi đó. Mà mình chung vô còn bị gai. Hồi xưa tầm cái quýt hộp nó cao. Trời quá trời, thấy ham quá. Đất của mình là đất lá nha các bạn này. Có mấy bụi lá. Thông nước giữ dằn thông.
Quýt thì nó nhờ ở gần lá cảnh mát chịu đó. Ở bên đây còn quá tươi tái luôn các bạn ơi. Cha mình vừa cắt vừa để dành lại Tết. Mình phải lựa, lựa vàng mới được. Kỹ kỹ cha, chừng rụng. Tái nhiều quá. Tái bự đó đó. Ôi, con rất là muốn cầm thử luôn mà mình mất cầm máy quay rồi. Mình không phụ được. Để mình hẹn lại 10 vô nữa là nó vàng lên. Bên đó còn nữa các bạn, để mình đi qua bển nha. Ô, trùng quýt. Quá trời bự các bạn ơi. Đó, cái này là quýt quýt Tết các bạn. Còn số cũng Tết, hai mấy Tết mình bán cũng được. Thơm quýt quá. Quýt này thường thường là một năm nó có tái một lần hả cha? Một năm một lần. Có khi thì nó cũng có hai lần, mà hai lần thì nó ít trái hơn đi. Có là gai ít còn hả? Thường thường là Tết. Tết là chín không cha? Tết này mình hẹn lại Tết phải không? Tết đi 25, 27 Tết mình cắt. Để mình quay tái này cho mấy người, mọi người xem. Cũng chín rồi nhưng mà nó chưa cái màu. Tái này bự quá nè. Tái này chín luôn cha, cắt không? Tới không? Chưa cắt tới đó đâu. Nàng quăng vô nè. Được, để. Tái này để Tết hả? Tết đây. Cha mình cắt còn để lại các bạn ơi. Qua đây. Nó phải giờ đỏ đỏ vàng vậy lên rồi mình nó mới đẹp, nó ăn nó ngọt. Bây giờ tới Tết thì còn nói chung là cũng mười mấy ngày nữa thôi là cũng chín hết luôn. Quýt này ngay quýt Tết luôn. Ngay Tết luôn. Đây. Ồ. Đó giờ mới đỏ vậy. Các bạn thấy là cái đùm quýt này lý do là mình để lại một tuần lễ nữa, như ví dụ như tới quýt này thấy không? Quýt này nó còn hơi xanh thì một 10 bữa 10 nữa là nó chín như thế này luôn. Giờ chín này, này cũng vẫn chín nhưng mà nó chưa đẹp bằng cái dạng này. Để cho nó thật là gọ quá các bạn. 10 bữa nữa thôi. Nó cũng lẹ lắm. Còn nhiều lắm nha các bạn. Quýt này tái quá dữ luôn. Đây các bạn ơi, bên đây còn một mé nữa. Chưa hết đâu. Cha mình đang một cây quýt phải cắt một cần ké. Mấy chục ký. Mình quýt thì mình cắt mấy lần rồi chứ không phải mới lần đầu này nữa. Trời ơi. Trời, tái này nó bự. Ông ơi. Quá trời luôn. Cực kỳ. Quá bự khăn. Quá đã. Không mẹ. Để con cầm cho. Trời ơi, vàng tươi luôn. Bự lắm. Quá bự luôn. Là ăn ngọt. Ngọt chưa nói hả mẹ? Mát miệng luôn. Nặng mà tại nó chưa nặng không. Để chưa lấy vỏ nhỏ nên để. Tính vỏ này hồi kia. Tái mà đó vàng rồi chứ. Bên đó còn nữa rồi. Còn. Cái vỏ tươi đó đó. Vàng, thiệt là vàng luôn. Trời, cái quýt này nó chín quá trời chín luôn. Bưởi một chùm luôn hả? Bưởi này cũng bưởi Tết nha các bạn.
Tết mình sẽ quay thêm một clip hái bưởi nữa. Đó, còn chùm trong đó, chùm trong đây quá trời luôn cha ơi. Quá vậy. Quá trời luôn. Vàng hực luôn. Chuyền vô, chuyền vô. Chuyền vô. Trời ơi, quýt này đẹp hơn tôi. Chuyền tôi luôn, da láng lình luôn. Đây con chuyền phụ, chuyền phụ cho. Ơ, gớt, gớt, gớt. Không sao, không sao. Lá không gớt xuống cũng không tái, không sao. Thôi con không chuyền nữa đâu, khó chuyền quá. Không, để mẹ lấy nè. Này ít chuyện được. Cái ham quá. Ở đây còn một cái nhánh này cũng nhiều nữa các bạn ơi. Bây giờ được như đây. Ơi sắp đầy rồi. Sắp đầy luôn rồi. Một cây quýt mà gần đây cần khé chưa mới chưa hết. Chưa hết cây mà bây giờ mình để dành lại. Chín quá, chín quá. Dập rồi, dập rồi. Nó rớt rồi sẽ bị dập he các bạn ơi. Đỏ đỏ là hái được. Chứ để nữa không được. Cha đừng cầm cái cuốn, cha cầm cái tái được không cha? Bỏ cái tái cái cắt. Cái này đâu phải ra không sâu. Vô lấy cái gỗ nữa. Tái ngay tay cho chín kìa. Cái này không biết được. Được không? Con hủy gì vậy? Sát hồn không? Dạ biết. Để sợ nó, người vô bên nó quay phim. Tái này để được không cha? Tái này cũng thấy chín quá, cái cuốn nó gì để được không? Được. Cắt luôn đi. Để chín quá rụng á. Nguyên chùm ở rụng còn tái. Ừ, chín quá. Chín quá hết. Trời ơi, gần đây một giỏ. Bên kia nữa. Đi dòm đi nữa. Cha mình tèo lên cây bưởi mà cắt quýt. Hai cái bưởi cây quýt gần sát bên. Mà bưởi nó không tốt bằng cái đùm quýt quá trời luôn. Ôi, còn nhiều dữ rồi ta. Rất cơ kìa. Đây là phần xé chưa hết. Mời các bạn coi nhé. Đây còn tái nữa. Hai tái. Hai tái tên ngay đây nè. Rồi tái này chín hết mình luôn. Rồi đầy vỏ rồi. Đầy cái gỗ rồi. Đó, chuyện vô nhà đi các bạn ơi. Chết chưa? Tới bữa cho bạn coi chuẩn bị mở các bữa đón xem đợi đón xem các bữa nha. Bữa sát nhà luôn các bạn, bữa nào cũng buổi Tết luôn rồi các bạn ơi. Vài bữa nữa mình sẽ cắt. Đây là đám bông của nhà mình trồng đây, bữa mình có quay cho các bạn xem á. Đó, thành quả mình cắt nãy giờ được như đây. Này gửi đi thành phố Hồ Chí Minh.
thành phố thân yêu của mình lên tỉnh là bà con được chân là mê liền. Thấy quýt đẹp. Thấy đẹp quá. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ nha các bạn. Kênh của mình là Miền Tây Mến Yêu, để mình có động lực để mình làm được nhiều video sau nữa. Này phân mình xài cái này là nó tự nhiên thôi, chứ mình không được quyền xịt nhiều quá, phân nhiều quá xịt là không nên. Nó không bao giờ có cái màu như thế này, nếu mình sử dụng thuốc nhiều quá là không được. Nó không có bao giờ có cái màu như thế này, màu đặc trưng của tự nhiên. Các bạn thấy cái màu cực kỳ đẹp. Rồi video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn nhớ share và bấm đăng ký nha các bạn, để ủng hộ mình. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt.